Luật sư ơi, trường hợp ba ở rể trên 20 năm nhưng lúc ông ngoại mất không để lại di chúc và mẹ cũng đã mất, giờ chị em của mẹ đòi lấy bán nhà thì có chia đều không hay là như thế nào? Pháp luật có này cũng nên sửa đổi là cái người nào mà ở rể quá lâu kiểu như 20 năm này là phải đương nhiên được hưởng di sản thừa kế. Nói vui thế thôi. Thế thì ông ngoại bạn mất mà không để lại di chúc thì phải chia di sản theo pháp luật, tức là phần di sản của ông để lại sẽ được chia cho các hàng thừa kế. Đầu tiên là hàng thừa kế thứ nhất của ông ngoại em sẽ bao gồm ai? Bố mẹ của ông ngoại em nếu còn sống, rồi bà ngoại, rồi là các con của ông ngoại. Và khi đó thì mỗi người sẽ được một phần bằng nhau. Riêng trường hợp của mẹ em mất thì có hai tình huống. Một là mất trước khi ông ngoại mất, thì khi đó em và các anh chị em của em sẽ được cùng thừa hưởng cái phần của mẹ em, ở đây gọi là thừa kế thế vị. Còn nếu như mẹ em mất sau ông ngoại thì khi đó mẹ em đã được hưởng một phần của ông ngoại, và cái phần của mẹ em này bây giờ sẽ được chia cho các hàng thừa kế của mẹ em. Khi đó sẽ chia ngược về cho bà ngoại này, rồi chia cho chồng này, rồi chia cho các con này, thậm chí là có con riêng con nuôi nữa cũng được nha.